vâng thưa quý vị tình trạng ùn ứ cục bộ tại khu nhập cảnh là tình hình diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất và đặc biệt là vào các dịp cuối tuần cũng như là các ngày nghỉ lễ nguyên nhân một phần lớn là do lượng du khách quốc tế cũng đã bắt đầu quay trở lại với việt nam và phần khác là do nhiều người làm thủ tục bị sai không đúng và phải làm lại nhiều lần khiến cho thời gian làm thủ tục kéo dài để khắc phục tình trạng này thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị với Bộ Y tế xem xét tạm ngưng khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. Thành phố đề xuất người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe, khai báo qua PC-Covid trong thời gian lưu trú. Thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát khi số ca mắc mới trên địa bàn có xu hướng giảm. Việc tạm ngưng thủ tục khai báo đối với người nhập cảnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du khách đến hoặc về Việt Nam, hạn chế tình trạng ùn ứ.